Huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thanh toán trực tuyến năm 2023 trên địa bàn xã Đồng Hiệp. Thực hiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Hiệp đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền đến từng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn để nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, nhân dân trong việc chuyển đổi số. Phối hợp với các ngành có liên quan đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, quản lý danh sách thu phí, lệ phí. Kết quả từ đầu năm đến nay, xã Đồng Hiệp đã tiếp nhận 822 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn đạt 100%. Trong đó hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến là 560 hồ sơ, đạt hơn 68%. Thanh toán dịch vụ công trực tuyến 332 hồ sơ, đạt gần 54%.